Hắn là Phương Hàn chỉ là một tên nô bộc nuôi ngựa của Phương gia nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ đánh ra ngàn quyền, thế giới này thực lực vi tôn chỉ khi có sức mạnh mới thay đổi được số phận. Để mà nói thì số hắn đúng đen như chó, mẹ là tiểu thư quyền quý của Phương gia nhưng trời sinh không thể tu luyện, mặc gia tộc ngăn cản lấy một thường dân mà bị đuổi ra khỏi nhà. Cái kết sau đó lại quá bi thảm, trong thế giới tu tiên mạng sống của dân thường cũng như rác rưởi bị người khác chà đạp mà chết. Để được trở lại khương gia, Phương Hàn đã phải trở thành một tên nô bộc hèn mọn ngày ngày bị nhị tiểu thư tra tấn áp bức cũng chẳng thể làm gì bởi lẽ hắn quá yếu đúng lúc này anh lại phát hiện một cỗ thi thể dưới sông lập tức hoảng hốt vội vàng đi tới kiểm tra đột ngột cuốn trục màu vàng xuất hiện bay thẳng vào trong trán của anh chỉ thấy đầu đau như búa bổ cảm giác như sắp nổ tung rồi hình bóng một nam nhân thần bí xuất hiện bên cạnh hắn lặng lẽ đánh giá tiểu tử này ý chí kiên định đánh không khóc chọc không cười tiền đồ chắc chắn là tu dơ mùn sau đó lập tức chỉ tay truyền luồng ánh sáng vàng vào ấn đường của phương hàn đạo khí lập tức hóa thành hình rồng lớn nhận chủ hoàng tuyền đại đế đã có người kế tục phương hàn tới nửa đêm mới thức dậy sau cơn mê man hắn cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chỉ thấy nội thương trong cơ thể đều đã biến mất vung vài quyền đánh ra khí thế cũng mạnh hơn khi trước rất nhiều hắn còn phát hiện một viên đan màu vàng lập lánh trên thi thể kia chỉ người thôi đã phê nhưng áo đồ chắc chắn không phải đan dược tầm thường nhận đầu của người ta phương hàn cũng muốn chôn cất vị kia một cách cẩn thận thế nhưng hắn lại đột nhiên tỉnh dậy làm anh sợ hết cả hồn có ma hóa ra hắn ta chưa có chết lúc trước ăn một trưởng của thần thông mật cảnh tí nữa đang xuất người ra tay không ai khác chính là thiên tài dị bẩm người của phương gia phương thanh tuyết đệ tử của vũ hóa môn phương hàn lập tức trả lại đan dược cho hắn bởi lẽ anh là chưa muốn chết kẻ này có thể chết đi sống lại chắc chắn không đơn giản chỉ sợ hắn muốn lấy mạng anh thì dễ như bấm nút like phương hàn đánh phải chém gió tuy giờ ta chỉ là nô bộ hèn nhưng sau này nhất định sẽ có thể trở thành bá chủ một phương nếm đủ năm chữ hào quang nhân vật chính bạch hải thiên nghe khứa này tấu hài quả thực muốn cười ỉa tiểu tử này rất vừa ý ta hôm nay nếu chúng ta đã có duyên gặp mặt viên cửu khứu kim đan này cho ngươi nó có có thể thay đổi ra thịt xây dựng căn cơ tuy luyện vững chắc cộng thêm thượng thừa thần công của ta truyền dạy ngươi nhất định có thể trở nên cường đại có thể đột phá thần thông mật cảnh thì còn phải xem cơ duyên của ngươi đổi lại phương hàn phải nhận ông ta làm thầy sau khi tuy luyện có thành quả phải giúp lão hai việc một là gia nhập vào vũ hóa môn lấy cắp vũ hóa phi thăng kinh hai là giết phương thanh tuyết cô ấy chính là đại tiểu thư của phương gia phương hàn lúc này lập tức quỳ xuống bái sư nhưng lại bị ông già đánh cho một nhát xuyên tim Hóa ra cách duy nhất để sử dụng cửu khiếu kim đan chính là để nó bám chặt vào trong tim, không ngừng tu luyện để dược lực của nó dần dần hóa tan vào trong huyết mạch. Anh lập tức cảm giác đau đớn vô cùng, tiếp theo sư phụ liền truyền thất tinh quyền cho anh. Cảm giác sức mạnh trong cơ thể như đang sôi sục như sóng lớn vô cùng dữ dội. Sư phụ vừa truyền công vừa giảng giải, quyền pháp của quần tinh môn ta lấy quỹ đạo vận hành của quần tinh trên trời mà sáng tạo ra, lấy nhục thân liên hệ với thiên địa. Còn nữa tuyệt đối phải nhớ, sau này phải đưa thân thể ta nhập thổ chôn cất lấy được vũ hóa phi thăng kinh dâng cho trưởng giáo phái ta để trưởng giáo thay vì sự hồi sinh ông ấy lập tức chấn động pháp bảo của hoàng tuyền đại đế để lại sau khi phi thăng lại nhận tiểu tử này làm chủ quả nhiên là năm chữ hào quang nhân vật chính thì nó vẫn khác bọt sau một lúc sinh cơ của ông ấy cũng không còn phương hàn quay lại mới nhận ra sư phụ đã đang xuất khỏi server nghĩ lại họ mới ở cạnh nhau một canh giờ mà đã được truyền công pháp xịn sò biết được thế giới rộng lớn một giờ làm thầy cả đời làm thầy hắn tuyệt đối sẽ không quên di nguyện của người sau núi của Khương gia, Phương Hàn đang tu luyện nhục thể cảm giác bản thân đã mạnh lên không ít, so sánh với đệ tử nòng cốt của Phương gia thì chỉ có mạnh hơn. Hơn nữa hắn còn có kim đan cung cấp huyết khí rồi giàu dù có bị thương như thế nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Chỉ ngắn ngủi 3 tháng mà hắn đã đạt tới cảnh giới tứ trọng của nhục thân cảnh, tốc độ tu luyện này quả thật quá kinh người phải biết bình thường 5 năm mới có thể đạt được. Trước mắt, chuyện đột phá cảnh giới là quan trọng nhất hắn lại điên cuồng tu luyện chẳng mấy chốc đã đạt tới ngũ trọng thần lực cảnh uy lực của mỗi quyền đánh ra đều như phá núi đến là né mà gặp thì chạy chẳng phải ngán bố con thằng nào trên hư không một nữ tử xinh đẹp xuất hiện đó chính là đại tiểu thư của phương gia phương thanh tuyết cô ấy liền nhận ra hắn lén lút tu luyện tùng hạc vạn thọ quyền phương hàn lập tức quỳ xuống cầu xin nô tài thi thoảng mới lén xem trộm không nhịn được nên mới tu luyện xin đại tiểu thư tha tội quả nhiên làm men thì mặt cũng phải dày biết có biết rũi mới làm được chuyện lớn phương thanh tuyết liền đánh ra một tia lôi điện nếu ngươi vừa rồi bỏ chạy kết cục cũng sẽ như viên đá trước mặt thấy thế phương hàn lập tức dập đầu liên lịa để cầu xin tha mạng đại tiểu thư vẫn còn chưa tha cho hắn từ từ tra hỏi với tư chất của người thường như ngươi không thể tu luyện tới cảnh giới nhục thân này chẳng lẽ ngươi đã ăn đan dược nào hắn sàm le là 5 năm trước đang tắm cho ngựa thì phát hiện một con rắn lớn có sừng bị xét đánh chúng mà chết nô tài liền đem nó làm món nướng siêu cay siêu to khổng lồ sau khi ăn cơ thể lập tức có biến đổi đại tiểu thư thấy thế liền suy nghĩ trăm năm trước tổ tiên của phương gia ta cũng từng giết một con rắn độc một sừng xem ra đây chính là cơ duyên của ngươi sau đó lập tức dùng nguyên khí tra xét cơ thể của anh nếu để lộ kim đan anh phải chết không nghi ngờ cũng may cô ấy không có phát hiện ra sau đó lập tức kêu phương hàn tới vũ hóa môn thay mình nuôi dưỡng linh thú hắn coi như là thoát được một mạng từ khi đạt tới thần thông bí cảnh phương thanh tuyết vẫn chưa thể đột phá lôi hư huyễn cảnh thế nhưng tên nô tài lúc trước lại xuất hiện ở trong huyễn cảnh của cô ấy cho dù tấn công cũng bị hắn phá giải dễ dàng từ khi khi nào khứa này lại trở nên mạnh như thế sau đó hắn lập tức biến mất phòng ngủ của phương thanh tuyết lúc này cô ấy cũng tỉnh dậy thầm nghĩ tên nôi tài này quả nhiên có chút thú vị trong khi đó phương hàn vẫn đang chờ tin để tới vũ hóa môn đúng lúc này có người tới thông báo mau nhị tiểu thư phải đi xa Người mang theo thiên lý tuyết cùng tiểu thư ra ngoài đi tới quảng trường trước nà ní là nhị tiểu thư sao lúc này quảng trường đã tụ tập rất đông người nghe nói lần này đại tiểu thư muốn chọn một người trong chúng ta đi làm những việc đáng gờm lắm sao hắn lại tới phương hàn đó ha ha chỉ dựa vào con chó mất nhà như nó phương hàn lúc này trong lòng còn cay hơn ăn ớt hận là không thể đấm vỡ alo từng đứa một bọn chúng còn dám nhắc tới mẹ của anh mà sỉ nhục phương hàn lập tức muốn nổi điên may mắn cho chúng là đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã tới phương thanh tuyết lập tức ra anh sau đó liền hỏi nhị tiểu thư thanh vi tên của hắn hắn là phương hàn tên nôi tài nuôi ngựa cho muội nhìn gian gian nhưng lại rất đáng tin chưa từng ăn bớt lần nào đại tiểu thư lập tức kêu phương hàn sẽ được chọn cùng cô ấy tới vũ hóa môn để nuôi dưỡng linh thú tất cả lập tức xôn xao không thể nào tên phế vật nhà hắn sao lại được chọn tại sao hả bởi vì anh chính là mên bộ này ha ha. Sâu trong những ngọn núi hùng vĩ khung cảnh vũ hóa môn hiện ra như trốn thần tiên. Đây chính là tiên đạo, Phương Hàn lập tức chóng ngợt hắn là chưa từng ra khỏi thành nhỏ nơi này quả nhiên không thể so sánh. Bên trên vài đệ tử vũ hóa môn đang rất là nóng mắt, Phương Thanh Tuyết mang nhiều người tới đây như thế không phải xem đây là nhà của cô ta rồi chứ, bọn chúng lập tức cưỡi hạc lao xuống. Ngựa của Phương Hàn vì đó là hoảng sợ anh phải dùng lực đạo cực mạnh mới có thể giữ lại thiên lý tuyết. Khí lực khủng lồ khiến đám đệ tử của Vũ Hóa môn tán loạn liên tục bị rơi xuống một trong số những tên đó rút ra roi ra đánh tới phương hàn nhưng với tốc độ của anh hắn ta căn bản không thể đánh chúng thế mà còn gái được hạc lớn lúc này lại lao thẳng lên tấn công thiên lý tuyết khiến đầu nó bị thương nặng một tên phàm nhân như ngươi mà dám to gan bước vào vũ hóa tiên sơn bọn ta thất kính đối với đệ tử bọn ta ngươi qua đây cho ta lúc này bên trong xe ngựa phương thanh tuyết đã phải ra mặt chính là đệ tử đón tiếp dưới tay kim sư huynh sao sau đó lập tức phóng ra ngoài bọn chúng thấy thế liền rén ngay lập tức cung kính chào hỏi hóa ra phương sư tỷ đệ tử chân truyền mới sau đó liền đổ tội cho phương hàn đi lung tung phá hoại quy định của tiên môn nên bị trừng phạt thích đáng phương thanh tuyết lập tức phóng ra lôi điện uy áp khủng khiếp kim sư huynh bất mãn với đệ tử thân truyền ta một chiêu đánh bay tên vừa rồi thạch kim đài lúc này cũng lao tới muốn đòi công đạo hắn một chiêu phóng tới tấn công phương thanh tuyết nhưng căn bản là quá yếu không thể làm gì được cô ấy nếu không phải cha hắn là đại trưởng lão thì khứa này hôm nay đã phải sanh mộ rồi nhục nhã rời đi sau đó lập tức an ủi phương hàn đại đạo vô tình nếu không muốn bị sỉ nhục như ngày hôm nay thì phải nỗ lực tu luyện tử điện phong tử điện cung đây chính là sản nghiệp của phương đại tiêu thư sắp tới cô ấy phải bế quan tu luyện nên đã giao thẻ bài linh thú cho phương hàn phụ trách 250 người nuôi dưỡng linh thú chỉ cần nhỏ máu lên những linh thú sẽ nghe theo hắn ngoài ra cô ấy cũng phân bố cho ba người phụ trách những việc còn lại một tên trong số đó liền thấy đố kỵ với phương hàn là được đại tiểu thư nâng đỡ cô ấy lập tức vẩy tay một cái cả bốn người họ đã bị dịch chuyển ra bên ngoài quảng trường ở đây rất nhiều người đang chờ sắp xếp. Tên lúc trước lập tức vỗ vai Phương Hàn đòi anh giao ra lệnh bài vạn thú, Phương địch ngươi là muốn làm trái phân phó của đại tiểu thư, đưa đưa cái nịt ấy. Hắn ta lập tức gương mặt nổi đầy gân xanh ngươi nghĩ, một tên nô lệ nuôi ngựa hạ đẳng có thể chỉ huy được những người bên dưới sao? Trong phương phủ, ở đây ai cũng đều có địa vị cao hơn ngươi. Hắn cười cợt nói với những kẻ khác tên tiểu tử này kêu các ngươi làm việc dưới tay hắn, có ai đồng ý không ha ha. Bọn chúng liền buông lời chế giễu, một tên tiểu tử còn chưa cai sữa như hắn lông còn chưa mọc đủ ta thấy hắn vẫn là nên về nhà chăn ngựa thì hơn lại còn muốn làm tổng quản ha ha chờ đã tên tiểu tử này không phải là tạp chủng không cha không mẹ sao lấy đâu ra sữa cho hắn ăn đây phương hàn lúc này đang rất phẫn nộ thằng cơ hó phương lịch còn liên tục mỉa mai ngươi sợ quá đứng im vãi ra quần rồi hả hắn lập tức phóng ra liệt cốt thập tam thủ lao lên tấn công anh phương hàn cơ thể lập tức biến mất sử dụng chân thất đạp tinh né đi sau đó sử dụng khôi tinh thích đấu đạp thẳng vào hắn ta chưa hết anh điên cuồng tung ra vô số cú đấm đánh bay thằng cờ hó này miệng đang không ngừng thổ huyết phương hàn phát ra khí thế đáng sợ khiến cho hắn ta phải run rẩy co rúm trên mặt đất miệng vẫn còn mõm sỉ nhục anh là tạp chủng ánh mắt trở nên đánh sợ phương hàn ta là tạp chủng thì người là thứ gì chỉ là tứ trọng cương nhu cảnh cũng dám trước mặt ta ngạo mạn dám sỉ nhục ta hôm nay ta sẽ cho người về tim của dương quá một tay phương hàn muốn thông qua lần này lập uy với đám người phương ra để chúng phải nghe theo lời mình anh bắt đầu dùng lực trực tiếp phế một tay của phương liệt chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của hắn lúc nhảy phương hàn vẫn chưa dừng tay hắn là đang bị thù hận cuốn lấy dám sỉ nhục cha mẹ của ta ta phải giết người đúng lúc này có người đã ngăn cản anh dừng tay đó chính là một trong bốn tổng quản được đại tiểu thư phân phó lúc trước phương liệt cướp lệnh bài vạn thú của ngươi là hắn có lỗi trước ngươi cũng đánh hắn rồi bây giờ có thể bắt đầu làm việc rồi đừng quên đây là tử điện phong phương hàn bây giờ mới chợt tỉnh tí nữa hắn đã giết chết phương liệt một giọng nói vang lên trong đầu hắn tiểu tử nữ nhân đó là tai mắt của phương gia đuổi à ta đi anh lập tức hoảng hốt người là ai giọng nói bí ẩn lúc này càng phẫn nộ đe dọa anh nếu không muốn bị phát hiện giao phục hoàng tuyền đồ và cửu khứu kim đan thì làm nhanh cho bản tôn đám người phương gia lúc này cũng đã biết sợ lập tức quỳ dạp cầu xin hàn đại gia tha mạng hôm nay hàn gia nói một câu bọn ta lên núi đao xuống biển cũng không dám cau mày phương hàn lúc này đang cố tỏ ra bình tĩnh hàn giọng nể mặt các người làm việc cho đại tiểu thư ta sẽ không đánh gãy chân các người nữa mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa giải tán ở đây phương hàn lập tức suy nghĩ trước giờ phương tường cô nương không giao lưu với người khác lần này đột nhiên lại ra mặt nhìn thấy là ngăn cản hắn trên thực tế là thay hắn giải vây chẳng lẽ cô ta là thân tín của phương thanh tuyết từ điện phong linh thú cung phương hàn đang chuẩn bị nhỏ máu lên linh thú bài lại bị giọng nói bí ẩn lúc trước chặn lại nhỏ cái đầu ngươi một nam nhân bị cắm hai sừng xuất hiện tiểu tử ngươi cũng có phần quyết đoán ấy hắn bắt đầu khoe hoang bản tôn là hoàng để truyền kỳ cuối cùng của huyền hoàng đại thế giới hoàng tuyên đại đế nói cho chuẩn thì hắn chính là khí linh mà hoàn tuyền đại đế luyện chế và cũng chính là khí linh của giao phục tuyền đầu tên là diễm tiếp theo liền hướng dẫn phương hàn nhỏ máu tế luyện lệnh bài đột nhiên lúc này một giọng nói kỳ lạ cất lên các ngươi mau mở lưới ra để bản cô nương ra ngoài vận động gân cốt hóa ra là một con hạc đang nói chuyện với hắn diễm hai sừng liền đánh tới nó xúc sinh dám bất kính với bản tôn một trưởng đánh tới chim hạc liền kêu là thất thanh cứu cứu ta tên này đáng sợ quá nhưng mà đòn tấn công căn bản vô hại với chúng ha 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 hóa ra người đã hết pháp lực rồi các tỷ muội nhìn kìa. Điều này làm Diễm rất chi là a cay, lập tức lao lên tấn công bọn chúng, Phương Hàn thấy thế liền ngăn cản nhưng không được chấn nổ ra làm khói bụi mù mịt. Em Hạc lại biến thành bộ dạng một em gái mềm điện nước cứ gọi là đầy đủ ngã nhào vào lòng của Phương Hàn. Chính là máu của anh đã khiến cô ấy biến thành bộ dạng này đúng là làm người ta xịt máu mũi mà. Diễm lúc này mới giải thích là do pháp lực của hắn có hạn, cần phải luyện hóa thuần dương chi lực ngủ sâu để củng cố linh thân sau đó dần dần tan biến. Em Hạc cũng nhận ra điều kỳ quái bình thường trích máu lên lệnh bài chỉ có thể truyền âm thanh để các ngươi hiểu mà thôi nhưng máu của ngươi lại khiến ta trực tiếp hóa hình người phương hàn cũng không hiểu đây là chuyện gì lại còn đòi em nó cho lên 9 tầng mây xong em nó lại chẳng thể đáp ứng đừng tưởng có lệnh bài trong tay thì có thể tùy ý chỉ huy bản cô nương tên dâm dê nhà ngươi cút cho ta phương hàn thầm nghĩ quả nhiên không chế hơn 30 con hạc không phải chuyện dễ dàng sau đó phải hạ mình gọi cô ta là hạc tiên tử ta nhất định chăm sóc tốt cho người nếu có gì không hỏa mãn cứ alo một câu hắn sẽ dùng toàn lực Em nó lập tức hỏi anh có biết nướng gà, tất nhiên là có, với tay nghề của tại hạ tiên tử cứ không cần phải cửa lo. Họ sau đó đã đi vào rừng săn thú Phương Hàn cũng không hề chém gió kỹ năng nấu ăn lập tức làm cho hạc tiên tử thèm nhỏ rãi. xiên thịt nướng thơm phức thơm ngon khiến cho em hạc không thể dừng ăn, mùi vị thơm nồng, đúng là không tưởng tưởng được, hương liệu hoàn toàn không che lấp mùi vị tươi ngon của bản thân thức ăn. Để thưởng cho Phương Hàn em hạc đã đồng ý dẫn anh đi bay. Hai người lập tức hành động, họ rất nhanh đã bay ra khỏi vũ hóa môn điều này làm cho phương hàn có chút lo lắng thế nhưng em gái kia rất châu bò một canh giờ có thể bay một nghìn dặm muốn quay về chỉ cần vỗ cánh mấy cái là đủ trước mặt họ xuất hiện những lốc xoáy đáng sợ không hay rồi là thiên lang thất sát yên của yêu thần tông chúng ta nhanh chạy thôi chuyện gì thế này trong phạm vi vài vạn dặm của vũ hóa tiên sơn đều không thể xuất hiện người của hai phái yêu ma bị phát hiện là chúng ta chết chắc đúng lúc này một con thiên lang tất sát đang lao về phía họ hạc tiên tử liền cấp tốc chạy trốn nhưng họ đã bị nó đuổi tới tình hình đang rất ban căng cùng lúc đó trên vách núi gần đó có một bóng người bí ẩn hắn là người của tiểu thiên lang tinh vương mặc lâm trên tay còn đang cầm bí bảo gì đó một người cũng xuất hiện ở đây là người của vũ hóa môn kim thạch đài trên trời phương hàn và hạc tiên tử vẫn đang chạy trốn nhưng cửu khiếu kim đan đang di chuyển ngày càng mạnh mẽ giáp phục hoàng tuyền đồ cũng lao ra ngoài lập tức hút lấy hắc khí vào bên trong làm cho hạc tiên tử thất kinh chuyên gì vây lúc nãy rõ ràng chúng ta đã sắp chết thiên lang thất sát yên bỗng dưng biến mất Phương Hàn phải lấp liếm giải thích chắc là do may mắn, tên điều khiến khói mù sợ Vũ Hóa Môn phát hiện ra nên đã thu hồi nó. Sau đó cả hai liền lập tức trở về Vũ Hóa Môn, Vương Mặc Lâm bây giờ cũng nhận ra gì đó sai sai Thiên Lang Yên của hắn đã yếu đi dường như bị thứ gì đó hấp thụ một chút. Kim Thạch Đài lúc này liền nhận ra trên tay là bảo bối Hồ Lô Thất Sát, có nó nhất định có thể ngăn cản được điện âm lôi đao của Phương Thanh Tuyết. Bọn chúng là muốn câu kết cướp lấy giao phục Hoàng Tuyền Đồ và cửu khứu Kim Đan từ tay cô ấy mà không biết rằng Phương Hàn mới là người sở hữu chúng tuy nhiên để đối phó với đệ tử chân truyền cũng rất là khoai tây chiên nếu cô ta chết bọn chúng khó mà đỡ được hệ lụy kim thạch đại lúc này ánh mắt trở nên đáng sợ hắn là muốn chinh phục thân thể mlem của phương đại tiểu thư sau đó bắt cô ta ngoan ngoãn giao đồ ra thằng cha này đã yếu sinh lý lại còn hay xà lơ ban đêm trên đỉnh tử điện phương hàn đang âm thầm tuy luyện sau khi rèn luyện tới thần lực cảnh chỉ một đường ranh giới rất nhiều cao thủ đều ngừng ở bước này nhưng hôm nay sau khi cưỡi hạc hắn lại có loại kích động muốn đột phá lần nữa cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng hấp tu khí lực nhanh chóng đột phá nhục thân cảnh đệ lục trọng khí tức cảnh phương hàn lập tức cảm nhận có người tới đó chính là phương thanh tuyết đột phá tới khí tức cảnh dưới tầng thứ sáu trong đám con cháu phương gia cũng là vô cùng hiếm thấy nhưng tiềm lực của hắn không chỉ dừng tại đây nếu còn để hắn nuôi dưỡng linh thú thì thật đáng tiếc sau đó liền quyết định cho phương hàn một danh ngạch trở thành đệ tử ngoại môn của vũ hóa môn làm anh rất trần kinh thế giới này thực lực vi tôn bất kể người có thân phận gì mạnh an tất sau đó liền đưa cho Phương Hàn lệnh bài đệ tử ngoại môn nhưng anh vẫn phải tiếp nhận thông qua khảo hạch mới chính thức được thừa nhận. Ngày hôm sau, Hạc Tiên Tử đã chiều cố chở Phương Hàn đi tới khảo hạch bởi vì hắn ngủ quên, thế nhưng có hai phần thịt nướng thì vẫn là ok hết. Bọn họ sau đó đã bay tới đạp tiên viện, tất cả mọi người thấy anh lập tức bàn tán tiểu tử nhà quê này là ai, những đệ tử thế gia cũng đã có mặt ở đây. Em Hạc liền nhắc nhở anh phải cẩn thận, ai ai trong đám đệ tử này cũng không hề tầm thường vậy mà lại vô cùng kiêng rẻ với buổi sát hạch sau đó hai sư huynh xuất hiện khí thế bất phàm thông báo buổi sát hạch đệ tử ngoại môn bắt đầu các ngươi vào trong cả đi mọi người đều phải đưa ra lệnh bài của mình để kiểm tra thân phận nhìn thấy người của tử điện phong anh ta lập tức có chút bất ngờ nhìn sang phương hàn đánh giá đệ tử này nhìn không thu hút lại càng xa không bằng đám vương tôn quý tộc hiền hách kia nhưng chống lưng không tệ sau đó liền tươi cười mời phương hàn vào bên trong một trưởng lão đang nói cho họ biết quy tắc chiến thắng hình nhân thần lực bên đối địch thì có thể chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của vũ hóa môn ta có chuyện gì xảy ra bên trong vũ hóa môn ta sẽ không chịu trách nhiệm giờ hãy lấy thực lực của các ngươi chém giết ngoại ma bước đi bước đầu tiên trên con đường tiên đạo dài đằng đẵng đi âm một tiếng phong ấn hình nhân được mở khóa thân hình khổng lồ của nó khí thế tỏa ra rất đáng sợ lưu khang là người lên thực hiện khảo sát đầu tiên thân phận của hắn không hề nhỏ là con trai trưởng của chấn viễn đại ly vương triều đòn tấn công của hắn đánh ra không thấm với hình nhân sau đó lại còn bị nó cào chúng mọi người liền nhận ra hình nhân này không tầm thường các đòn đánh đều nhắm tới bộ phận chí mạng lưu khang lúc này phải bộc lộ toàn bộ sức mạnh chiêu đánh tới hình nhân âm một tiếng chấn động khủng khiếp hắn cuối cùng đã chiến thắng thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử ngoại môn của vũ hóa môn kế tiếp rất nhiều đệ tử quyền quý được đọc tên nhưng đều không được thông qua có người trọng thương hôn mê thậm chí có người còn gãy tay chân nếu giám khảo không ra tay bọn họ đã chết thảm ngay tại đây rồi những người còn lại thấy tình hình như vậy liên tục bỏ thi rời đi cho tới khi nàng ta lên sân hồng di quận chúa cô ấy nhanh như chớp tung ra kiếm chiêu nhất vũ kiếm khí động tự phương nhị vũ kiếm khí sơn hà tráng nhanh chóng liền có thể đánh bại hình nhân quả nhiên là quận chúa có khác dễ dàng có thể thông qua khảo sát lượt tiếp theo chính là phương hàn anh lập tức bước vào vòng tròn khảo hạch trưởng lão còn cẩn thận hỏi lại ngươi không dù vũ khi sao khá lắm có dũng khí hình nhân được thả ra một đấm liền lao tới công nghệ va với phương hàn nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đã có thể đỡ được nó thấy thế liền lùi lại đầy run sợ tình huống này rốt cục là chuyện gì tên này lại có thể mạnh như thế phương hàn nhân cơ hội này một đấm lao thẳng tới hình nhân trực tiếp đánh nát cơ thể nó Hình nhân thần lực vậy mà lại quỳ xuống khiến mọi người thất kinh võ pháp hắn luyện rốt cục là gì, thể lực gân cốt cương hãn tới mức hình nhân cũng phải sợ hãi. Phương Hàn còn định báo đời phá nát nó nhưng đã bị trưởng lão ngăn lại, hình nhân thần lực đã không còn ý chí chiến đấu đây là lần đầu tiên trong lịch sử. Kết thúc khảo sát ở đây Phương Hàn đã thành công thông qua trở thành đệ tử ngoại môn, Hồng Di quận chúa lúc này liền đi tới làm quen với hắn bởi vì biểu hiện vừa rồi đỉnh của chóp, dù thân phận của anh so với cô ấy cách xa không thấy bờ gần đen thì sáng gần mực thì đen họ là muốn giao hữu để có thể dùng nhau vượt qua cạnh tranh của đệ tử ngoại môn rất nhanh chóng kết quả cuộc khảo hạch đã có trong số trăm ngàn quý tộc quyền quý có mặt cuối cùng chỉ có hai mươi người trở thành đệ tử ngoại môn trưởng lão lập tức tuyên bố từ giờ các ngươi chính là đệ tử ngoại ngôn của vũ hóa môn sau đó đưa cho mỗi người một dương tân thủ bên trong là các vật dụng thiết yếu để bắt đầu tu luyện phương hàn sau đó về phòng tu luyện muốn nhân lúc này tu luyện võ học một lát khí thế của hắn lúc này rất khủng khiếp đang bao quanh cơ thể long hình phi hổ bộ phóng ra uy thế kinh người phong du tưởng chừng cả cơ thể được rồng lớn bao bọc sức mạnh điên cuồng quán thấu sau một hồi tu luyện võ công mới hắn cuối cùng cũng đột phá nhục thân cảnh thất trọng nội tráng thế nhưng hắn lúc này đột nhiên bị thổ huyết bởi vì tốc độ đột phá quá của hắn quá nhanh cơ thể không thể chịu được xem ra phải chăm chỉ tu luyện nhục thể hơn nữa hồng di lúc này tiền vào liền nhận ra hắn đã đột phá chỉ trong thời gian ngắn như thế khiến cô ấy chấn kinh tiếp theo họ cùng tới ngọc thiền đường dùng bữa phương hà nhận ra hồng di dường như rất thân thuộc với vũ hóa môn cô ấy cũng nói ra chuyện mẹ mình cũng từng là đệ của vũ hóa môn bà ấy bị kẻ khác hãm hại ta vào vũ hóa môn chính là để tu luyện tới thần thông bí cảnh báo thủ rửa hận phương hàn chúng ta nhất định phải mau chóng trở thành đệ tử nội môn anh cũng rất cảm thông với cảnh ngộ của cô ấy vì khá giống mình lúc này một đám quý tộc đi tới muốn làm quen một chút một trong số chúng liền khinh thường nói lưu khang đây chính là người mà ngươi tìm tới chỉ sợ là tạ ta gánh không có nổi đâu điều này làm hồng di tức giận đáp trả nhưng bọn chúng là đang nhắm vào phương hàn không biết từ đâu chui ra còn muốn nương nhờ chúng ta để lấy được một danh ngạch của đệ tử nội môn anh lập tức cây cú muốn đáp trả tên lúc trước liền phóng ra khí tức mạnh mẽ cũng chỉ là nhục thân thất trọng mà thôi ngươi còn tưởng mình là chủ nhân nơi này lập tức lao lên tấn công anh bằng cửu bá long quyền may mắn anh đã kịp thời sử dụng long du hổ phục né đi anh lúc này liền nhận ra tên này ít nhất cũng là cảnh giới thần thông sai đó tay hắn liền tích tụ lôi đình lôi phong trảm lao thẳng tới phương hàn anh cũng không có né tránh trực tiếp đỡ lấy hắn ta hoảng sợ không thôi vậy mà có thể đỡ được chiêu của hắn cả hai liền tung ra hơn trăm chiêu phân thắng bại phương hàn lúc này thầm nghĩ chỉ có thể làm liều cứng đối cứng ưu thế của hắn là gân cốt và sức hồi phục châu bò nhưng một quyền đánh tới đã bị đối phương chặn lại sau đó khí lực máu xong liền qua đó tung hắn lên không trung sau đó liền một đòn hung hăng mà đánh tới phương hàn bị cho cạp đất hồng di liền chạy tới đỡ anh lần này hắn thua bội phục bởi lẽ chiêu vừa rồi tên thân vương kia sử dụng là tiên nhân điếu xa là võ học của quy tiên đảo vô cùng thần bí gân cốt của ngươi không tệ đã uống linh dược gì sao nhưng đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến quá ít năng lực ứng biến quá kém nhưng suy cho cùng cũng có chút giá trị lần này cho phép ngươi gia nhập đợi môn phái đưa ra thông báo lịch luyện mấy người các ngươi hãy đến tìm bọn ta cùng lúc này ở phòng của phương thanh tuyết cô ấy đã được tình báo chuyện phương hàn bị bảo thân vương đánh bại đây chính là kết quả do hành động lỗ mãng của hắn hủy giám thị đối với phương hàn đi cô ấy là không muốn để ý tới phương hàn để có thể chuyên tâm tu luyện xong trong thâm tâm lại nghĩ thất bại này chỉ khiến hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn hôm sau anh tới tìm hồng di nhưng không có ai trả lời Hắn liền tự tiện mở cửa phi vào hóa ra em gái này là đang tắm lập tức hoảng hốt hét lên ngươi không được vào đây, tìm ta là có chuyện gì? Lần này hắn tới là muốn cô ấy giúp mình luyện công có thêm kinh nghiệm thực chiến để đấu lại Bảo Thân Vương. Phương Hàn, võ công của Bảo Thân Vương được dung hợp từ trăm ngàn võ công, hôm nay huynh chỉ thua hắn một chiêu cũng không tính là oan. Ta đấu với hắn chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Phương Hàn liền nói ta cần thực chiến sinh tử để rèn luyện cô cứ thẳng tay giết đừng có nương tay đây chẳng phải là thứ mà cô giỏi nhất sao? Hồng Di liền một kiếm chém tới anh may mắn Phương Hàn đã tránh được. Sao? Sao ngươi phát hiện ra chuyện này? Trên tay của cô không những có vết chai cầm kiếm thường thấy của người học võ, mà còn có rất nhiều vết mờ bất quy tắc. Ta đoán là do Trường Kỳ sử dụng những vũ khí như sợi kim cang, lưỡi lê hoặc phi đao mà tạo thành. Trên người cô cũng có một vài thương tích do chiến đấu, hơn nữa cô còn biết về các môn phái và các loại tình báo trong đại thế gia. Nếu chỉ là quân chúa hoàng thất, tại sao lại có những điểm đặc trưng đó? hai người vừa nói vừa giao thủ hắn dùng thất tinh quyền đánh tới tí nữa đã đả thương được hồng di cô ấy cũng nhận ra tên này hoàn toàn không đơn giản hắn đoán đúng để rèn luyện tâm tính và thân thể của mình vì báo thủ rửa hận ta đã trở thành kim bài sát thủ của hồng hiện trong giang hồ dưới kiếm của ta đã có hơn trăm ngàn vong hồn của kẻ ác sau một nén hương cơ thể của phương hàn đã trở nên te tua hôm nay ngươi đã chảy máu quá nhiều đi băng bó nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ lại tiếp tục cô ấy nghi ngờ hỏi phương hàn sao ngươi học được võ công của quần tinh môn bảo thân vương còn học được tuyệt học của các môn phái ta biết võ công của quần tinh môn cũng đâu có gì hiếm lạ nhưng chuyện này vẫn là mong cô giữ bí mật cho ta hồng di cũng đồng ý với chuyện này còn nói cho anh chuyện vũ hóa môn phái các đệ tử chân truyền đến xa phỉ sa mạc để giết yêu mà đệ tử ngoại môn cũng được đi ké để lịch luyên chém giết thủ lĩnh ma tướng thì có thể lấy được tư cách tham gia sát hạch đệ tử nội môn 20 ngày sau phương hàn đã thành công đột phá nhục thân cảnh bát trọng khoảng thời gian này cùng đối luyện chém giết với hồng di luyện hóa toàn bộ cửu khiếu kim đan những vết tích ban đầu trên người hắn đã lành bây giờ chiêu thức của hồng di cũng không thể làm hắn bị thương nữa lúc này con hạc giấy liền bay tới thông báo chúng đệ tử quần tiên viện tập trung mọi người rất nhanh chóng đã có mặt ở quảng trường trưởng lão thông báo chuyện sa mạc hạn hải át hẳn không ít người trong số các ngươi đã biết mục đích lần này một là giải cứu nguy cơ của lam nguyệt quốc hai là để các ngươi tôi luyện đệ tử ngoại môn tôi luyện thành công có thể lấy được danh ngạch thăng làm nội môn nếu đệ tử nội môn tôi luyện thành công luyện tới thần thông bí cảnh có thể thăng làm đệ tử chân truyền Ngoài ra nếu tiêu diệt được ma đồ ưu tú của ma tông cũng sẽ nhận được một viên âm dương vạn thọ đan. Ai tự thấy bản thân tu luyện chưa đến nơi đến chốn, có thể ở lại môn phái để tiếp tục tu luyện. Con đường phía trước đi thế nào, do chính các người quyết định. Đúng lúc này Bảo Thân Vương lại xuất hiện kêu hai người đi làm việc vặt, việc vật cái đầu ngươi, Phương Hàn lập tức muốn công nghệ va với hắn để trả thù trận chiến trước. Hắn lập tức lao tới anh uy thế đáng sợ, Hồng Di lập tức nhận ra đó chính là trường hận chỉ pháp, võ học trường hận phái của ma môn. Phương Hàn sử dụng cước đạp thất tinh né đòn sau đó liền xoay người đạp bay hắn ta. Dù tên này đã dùng tay đỡ được nhưng uy lực của cú đá vẫn là hắn bị thương nhẹ, chỉ mới 20 ngày hắn lại có thể mạnh lên như thế. Phương Hàn thuận thế công lao lên quần anh hội tụ tung ra vô số những cú đấm, chỉ thấy Bảo thân vương thổ huyết cơ thể nặng nhọc dáng thẳng xuống đất. Chưa dừng ở đó Phương Hàn tiếp tục lao lên uy thế kinh người nhưng đã bị đồng bọn của chúng chặn lại. Hồng Di liền cảnh cáo anh cẩn thận, đó là khí linh phi kiếm. Quỳnh một cái vô số những thành kiếm tạo thành kiếm trận lao về phía hắn tình hình cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn lập tức phải triệu hồi giao phục hoàng tuyền đồ hấp thụ tất cả kiếm linh khiến mọi người ở đó hoảng hốt không thôi, kiếm khí thế mà đã biến mất, đây rõ ràng là linh khí do hắn nhỏ máu tế luyện. Dù hắn đã dùng toàn lực kêu gọi nhưng không chút cảm ứng, hứa này lập tức quay xe 180 độ xem ra ta đã nhìn nhầm, không ngờ trên người huynh đệ cũng có linh khí thượng đẳng. Vừa nãy là hiểu lầm, xin hãy trả phi kiếm lại cho ta, trả cái đầu nhà người bị giao phục hoàng tuyền đồ hấp thụ ta cách nào giả cho ngươi. Phương Hàn liền đáp nếu muốn phi kiếm này sau này ngươi tới Tử Điện Phong mà lấy. Bọn chúng lập tức sợ hãi Tử Điện Phong của đệ tử chân truyền Phương Thanh Tuyết, Phương sư đệ. Thanh linh phong kiếm này của sư đệ ta là linh khí thượng đẳng do trưởng lão ban cho sau khi lập được công lớn, đã trảm yêu trừ ma vô số. Mong ngươi có thể trả lại, bằng không, chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, chỉ e sẽ bị đám ma nhân làm hại. Cô ta là Mạc sư tỷ, Phương Hàn liền cảm nhận được nữ tử này thật lợi hại, khí tức trên người có thể so với sự phụ Bạch Hải Thiền là nhục thân thất trọng, thân biến cảnh giới lời vừa rồi là xin lỗi nhưng thực ra đang ép hắn phải giao ra phi kiếm nhưng hắn lấy đâu mà trả đành phải xàm xí mạc sư tỷ những gì tỷ nói ta đều hiểu nhưng đại tiểu thư ban cho ta linh khí chỉ nói với ta rằng nó có thể phòng thân lại không nói cho ta cách dùng ngày mai ta sẽ trở lại từ điện phong một chuyến xin đại tiểu thư lấy linh phong kiếm ra khỏi phong ấn rồi trả lại sư huynh mạc sư tỷ lúc này cũng chẳng thể làm gì còn trực tiếp mời phương hàn ngày mai đi cùng họ tới sa mạc hạn hải phương hàn sau đó cũng kiếm cớ chuồn đi lúc này diễm cũng xuất hiện kêu hắn mau chóng tế luyện linh phong kiếm với sức mạnh của giao phục hoàng tuyền đồ xóa bỏ ấn ký tinh thần của người khác không khó đêm hôm đó trong phòng của phương hàn hạc tiên tử đang nằm đè lên người của anh quát lớn phương hàn ngươi lại gặp rắc rối rồi mới qua vài canh giờ mấy sự tích đó của ngươi đã truyền khắp từ điện phong rồi cái gì ma môn với dị đoạn không được bổn cô nương nhất định phải giúp ngươi không ngươi sẽ bị kẻ khác bắt nạt được thôi nhưng có gì cứ từ từ nói con gái con nứa lúc nào cũng leo lên người nam nhân quả thực là ta không chịu nổi a à. cô ấy nói sẽ dạy cho anh nguyên thần tinh thần thuật mà lúc trước Phương Thanh Tuyết đã truyền cho cô ấy sau khi đọc khẩu quyết Tử Dục bật Tử Tu Thiên môn trên người hắn xuất hiện vô số linh khí màu vàng nguyên thần của hắn đang đứng trước một cánh cổng lớn đây là cánh cửa thần thông phá vỡ cánh cửa thần thông thì có thể đạt tới thần thông bí cảnh không được rồi tinh lực dùng hết xương đen trong đầu càng ngày càng nhiều đã không còn thấy rõ cánh cửa thần thông nữa sau đó hắn lập tức thiếp đi tới sáng ngày hôm sau hồng di tới gọi hắn xuất phát nhưng mà nếu để cô ấy nhìn thấy hạc tiên tử đang ngủ trên giường của anh thì toang quá may mắn anh đã kịp thời dùng chăn che lại em gái mem kia nên không bị ai phát hiện sa mạc hạn hải mọi người được chia thành các đoàn khác nhau phương hàn nhìn về phía trước tò mò hỏi hồng di hắn là nguyên kiếm không đệ tử nội môn xếp thứ 10 trong sân hà bảng được một đoạn sa phi xuất hiện bất ngờ bắn vô số cung tên vào đoàn của họ nhưng mũi tên thông thường sao có thể đả thương được phương hàn nó đã bị một màng bảo vệ chặn lại quỳnh một tiếng một tia sét khổng lồ đánh xuống làm mọi người thất kinh hắn chính là nguyên kiếm không sức mạnh quả nhiên kinh người nhanh chóng đã hạ được lũ nhãi nhép ngân xà kiếm của ta là linh khí thượng đẳng được luyện chế từ huyết dịch của ngân xà ngàn năm phối hợp với 10 quạng đồng mà thành chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bảo khí phía địch cũng xuất hiện cao thủ một tia sét đỏ lớn đánh xuống hai thanh khí linh cứ thế đụng độ trên hư không chủ nhân của nó chính là hồng phấn thái tử của hồng trấn ma tông bộ dạng tên này quả nhiên có chút màu hường giống nữ nhân hơn hắn ta cũng không ngờ mạng của mình lại giá trị như thế đổi được một viên âm dương vạn thọ đan cơ đấy sau đó lập tức hết lớp thập đại ma tướng một ma tướng khổng lồ xuất hiện đó là phi thiên dạ xoa nhiều đệ tử vũ hóa môn như vậy sao không tệ hãy ngoan ngoãn giao linh khí của các ngươi ra rồi bị chúng ta luyện thành đại lực kim thi đi mấy vị sư huynh đang kết trận nhưng không được lập tức bị hắn dùng lục dung âm lôi đánh chết hồng di lúc này cũng bị chúng chưa bị thương không hề nhẹ hắn ta đã đạt được ngân xà kiếm và thiên kê trí dương tác đến nguyên không kiếm cũng không thể chống lại lập tức phải chạy trốn phương hàn và hồng di bị độc hồn xâm nhập đã không thể cử động đột nhiên lúc này giao phục hoàng tuyền đồ xuất hiện hấp thụ toàn bộ khí độc nguyên thần của hắn được bảo vệ nhưng hồng di thì không được như thế anh suy nghĩ một chút trong máu của mình có dược lực của cửu khứu kim đan không biết có thể giải độc sau đó liền cho hồng di vài giọt tinh huyết của mình phương hàn phải giả vờ chết nằm bẹp dưới đất để không bị phát hiện hồng phấn thái tử đang để ý tới Mạc sư tỷ đang bị thương ha ha tê gì mà không dám hiện giờ khá hợp phong cảnh chi bằng ta ở ngay tại đây hưởng dụng người một phen cô ấy lập tức từ trong miệng phóng ra ám khí song không thể phá vỡ hộ thân của hắn thủy hỏa châu một món pháp khí ngay cả linh khí còn chẳng ra gì chấn động lập tức bùng nổ nhưng vẫn chưa thể lấy mạng của hắn chính là lúc này đột ngột phương hàn từ đằng sau phi kiếm lao lên nhưng đã bị hắn chặn lại dễ dàng chưa hết thân ảnh của anh nhanh như chớp tiếp cận hắn nhưng vẫn không thể xuyên phá hộ thể hắn cũng phải cảm thán không ngờ có kẻ trúng độc của lục dục âm lôi mà vẫn chưa chết trên người ngươi chắc chắn có dị bảo hai mắt hắn ta trở nên kỳ dị nhiếp hồi ma nhãn đây là đồng thuật của Hồng Trần Ma Tông. May mà tên Hồng Phấn thái tử này vẫn chưa bước vào thần thông bí cảnh bằng không mình sẽ chết chắc. Không thể để hắn tìm thấy cơ hội phản kích. Nhưng đối mặt với phi kiếm của hắn quả nhiên có chút khó chịu. Hắn lập tức phóng ra vô số thanh kiếm tấn công anh Phương Hàn phải tập trung phòng thủ. Anh thầm nghĩ bộ pháp y của Hồng Phấn thái tử quá lợi hại, hắn quả thực đã bị thương nhưng ở trước mặt chúng ta lại làm bộ làm tịch. Phương Hàn đột nhiên hét lớn để câu sự chú ý của hắn ta, bất thình lình Hồng Di đã xuất hiện đằng sau hắn thế nhưng kiếm của cô ấy vẫn chưa thể phá bỏ lớp phòng hộ phương hàn liền nhân cơ hội đó lao lên một kiếm này trực tiếp đánh vỡ hộ thân của hắn hồng phấn thái tử lúc này đã điên cuồng phòng ra toàn bộ thực lực bao quanh lấy hắn nhưng hắn không ngờ trong tay phương hàn lại có thiên lang thất sát yêu cứ thế bị dính trưởng lần này họ đã thành công tiêu diệt hồng phấn thái tử tổng cộng 7 thanh phi kiếm nhưng họ cũng chẳng thể lấy vì đằng nào cũng sẽ bị thu lại hơn nữa dấu ấn tinh thân bên trong nó họ cũng không thể phá giải hồng di không biết chuyện này đối với phương hàn chỉ là chuyện nhỏ ngoài ra huyết miên ma y của hồng phấn thái tử cũng bị anh thu lại lưu khang cũng được anh giải độc cho tình hình lúc này chỉ có thể sàm le mạc sư tỷ và hồng phấn thái tử lưỡng bại cầu thương hắn nhờ đó mới giết chết được hồng phấn thái tử đoạt được bảy thanh phi kiếm lưu khang lập tức hoảng hốt sau đó lại mặt dày muốn có được thanh ngân xà kiếm và huyết miên ma y quả nhiên là mặt dày hắn là chưa nghe câu của đạo hữu huấn hoa hòe muốn không làm mà có ăn thì chỉ cho đi ăn cái cc lập tức bị một kiếm của hồng di đoạt mạng Phương Hàn lúc này quyết định cứu Mạc Sư Tỷ bởi lẽ so với đám đệ tử hoàng thất kia thì bản tính cũng không xem như xấu, chưa đến mức phải chết. Đúng lúc này có thứ gì đó đang tới, chấn động khủng khiếp thiên chí kê tác dương xuất hiện lao tới tấn công họ. Nhưng đứng trước rồng lớn của Phương Hàn căn bản nó không đáng nhắc tới cả hai đang trên không giao chiến kịch kiệt. Diêm lúc này cũng xuất hiện khoe khoang tiểu tử bây giờ biết một chút kiến thức về thực lực của bản tôn, hắn búng tay một cái rồng lớn liền nuốt chửng thiên kê chí tác dương. Diễm lúc này cảnh báo cho anh có kẻ đang tới, thực lực rất mạnh, chúng ta của hiện tại chưa thể đối đầu với hắn đi mau phương hàn thu thi thể của hồng phấn thái tử vào sau đó cùng hồng di rời đi một lát sau hai thân ảnh đã tới chiến trường vừa rồi nguyên kiếm không cung kính hoa sư huynh chúng ta tới muộn một bước rồi là hồng phấn thái tử hắn đã lấy đi hết các món linh khí bao gồm cả ngân xà kiếm của ta mong hoa sư huynh hãy làm chủ cho ta thanh niên tóc bạc chính là đệ tử chân truyền đứng đầu chấp trưởng thiên đô phong hoa thiên đô ta cảm nhận được thiên kê trí dương tác đột nhiên mất đi cảm ứng với ta sau đó lập tức phóng ra thần thông thiên hàn huỳnh minh kình đóng băng tất cả mọi người để đưa về tông môn cứu chữa vậy mà có kẻ có thể xóa bỏ ấn ký tinh thần mà ta lưu lại trong thiên kê trí dương tác đây là điều mà mười hồng phấn thái tử cũng không làm được có lẽ nhân vật cấp trưởng lão ma môn đã hiện thân ngươi theo ta về trước đã nhanh chóng thông báo cho trưởng giáo trí tôn ta sẽ bảo trưởng lão ban cho người một thanh phi kiếm mới ở lam nguyệt thành phương hàn và hồng di đang ở đây đột nhiên trên trời xuất hiện thiên lang thất sát yên cùng tử điện âm lôi đao trực tiếp luyện hóa chúng người xuất hiện chính là phương thanh tuyết cô ấy sử dụng tử điện hóa xà trực tiếp đánh nát thiên lang thất sát yên đại tiểu thư đã đột phá thần thông bí cảnh đệ tứ trọng vương lâm tất nhiên không phải đối thủ của cô ấy chỉ có thể chạy trốn nhưng chạy hắn có thể chạy được sao phương thanh tuyết liền phóng tới thiên thiên ma cung kình truy sát hắn chỉ thấy tiếng la thảm thiết phương thanh tuyết người cư nhiên trên ma công của tiên thiên ma tông và thần thông của tiên đạo làm một thể sau đó liền sử dụng yêu thần hắc thủy để tẩu thoát hắn được kẻ nào đó âm thầm tiếp ứng. Phương Thanh Tuyết cũng cảm nhận được có người ở đây, đó chính là Phương Hàn và em Bồ Hồng Di, cô ấy lập tức áp sát anh, Phương Hàn ngươi thế mà cũng đến nơi này để tu luyện. Phải biết nơi này đã trở thành nơi tiên ma xung đột vô cùng nguy hiểm. Ta vừa cho ngươi làm đệ tử ngoại môn, ngươi đã tới đây tìm chết. Khí tức cường hãn, nội tạng cô động, bên ngoài nhục thể còn có lớp màng, nội trạng thần dũng. Một thằng ngắn ngủi liên tiếp tịnh tiến hai trọng. Ngươi đã tu luyện bằng cách nào? Trả lời ta phương hàn lúc này bị ảo giác của phương thanh tuyết bao lấy cũng may anh kịp thời sử dụng nguyên thần tinh thần thuật để phá giải cô ấy lập tức nhận ra đây là công pháp chỉ nội môn mới được học sao ngươi lại có được làm hạc tiên tử dạy cho người sao ngươi có thể loại trừ một tia tinh thần ảo giác của ta vậy cũng chỉ còn cách thông linh cảnh một bước nữa thôi tốc độ tu luyện như vậy đừng nói là đệ tử phương gia ngay cả đệ tử nội môn của vũ hóa môn cũng không mấy người so được với ngươi hơn nữa em gái này là ai phương thanh tuyết ánh mắt sắc mạnh nhìn hồng di sau đó còn chưa đợi phương hàn kịp giải thích đã khuyên hồng di tới thành lam nguyện ở đó có rất nhiều đệ tử ngoại môn của vũ hóa môn tuy không muốn nhưng dưới uy áp đánh ghen của sư tỷ thì cô ấy cũng chịu không nổi mà rời đi phương hàn lúc này liên quay sang giải thích sư tỷ nhưng đã bị cô ấy chặn lại sư tỷ hay cho một tiếng sư tỷ một người hầu nhỏ nhoi chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy mà có thể thoát ra khỏi gông xiềng trong lòng quả là hiếm thấy tương lai ta sẽ bảo phương gia nhận ngươi làm nghĩa tử giải trừ thân phận nô gia của người nếu ngươi có thể tu luyện tới thần thông bí cảnh ta sẽ gả thanh vi cho ngươi phương hàn thầm nghĩ ta ị vào gả ngươi cho ta thì còn miễn cưỡng chấp nhận sau đó liền bắt anh phải đi cùng mình một chuyến anh cũng không thể từ chối nhưng với thực lực của nàng ta nếu tuy luyện chắc chắn sẽ bị bại lộ giao phục hoàng tuyển đồ may mắn diêm đã nói cho hắn biết giao phục hoàng tuyển đồ đã dùng hợp hoàn toàn với ngươi nàng ta sẽ không phát giáo ra được sự tồn tại của bản tôn phương thanh tuyết đã đưa anh tới địa đệ thâm uyên sâu trong khai nứt nơi này chính là thế giới địa để thâm uyên là nơi sinh hoạt của vô cùng vô tận yêu ma dạ xoa ác thú chúng ta sẽ đi bộ tới tế đàn yêu thần nếu bay qua đó sẽ dễ đánh rắn động cỏ tế đàn yêu thần tế đàn yêu thần còn là yếu địa quân sự bí mật của đại quân địa để ma nhân bên trong còn có một tên đại thống lĩnh tu la phá hủy nơi này đại quân ma nhân sẽ không chiến mà tan đây là nơi rất thích hợp để tu luyện tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm sẽ giúp tôi luyện ý chí của ngươi khai phá tiềm năng sau đó liền bắt phương hàn đi trước mở đường cô ấy sẽ không ra tay một con thâm uyên huyết lang lao tới chỗ họ phương hàn nhanh như chớp lao lên cho nó lên ban ngắm gà cô ấy liền nhận ra đây là chiêu tiên nhân điếu xa võ học của vạn quy tiên đảo hắn là học lỏng của bảo thân vương trong trận chiến lần trước chiêu này đã khá giống rồi nhưng vẫn còn chỗ khiếm khuyết một chiêu này còn ẩn chứa huyền cơ sâu xa hơn không đơn giản như vẻ bề ngoài sau đó liền từ từ giảng dạy cho anh tiếp sau đó càng đi vào sâu lượng quái thú bị phương hàn xử lý càng nhiều đây là trường hận chỉ pháp hắn cũng học lẻn từ chỗ bảo thân vương võ học của trường hận ma tông phải có hận ý ngập trời mới thi triển ra được hận ý càng sâu võ học càng tinh thâm ngươi không nên luyện nó nữa dễ thúc đẩy những mặt trái của tâm tình, tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ đi trong thế giới địa để một ngày một đêm. Ta chém giết huyết lang, huyết hùng, xà ba đầu, thậm chí còn có cả ma nhân đi săn thú kiếm ăn. Trước mắt họ xuất hiện một đội ngũ phi thiên dạ xoa xem ra cách tế đàn không còn xa nữa. Bọn chúng lập tức lao tới tấn công, số lượng có tới 12 con tương đương với cao thủ thần thông cảnh nhưng lại có rất nhiều sơ hở có thể lợi dụng. Phi linh cửu chuyển phương hàn phóng tới một kiếm uy áp khủng khiếp đánh tới hắn thế nhưng lớp giáp của hắn quá cứng căn bản không hề bị đả thương sau đó anh bị vô số phi thiên dạ xoa bao vây nhưng lại không chút hoảng sợ lập tức ngưng thần để cảm nhận điểm yếu của bọn chúng ngoài ra còn có thể thấy được trọng lượng tốc độ sức mạnh của bọn chúng hắn là đã đột phá nhục thân cửu trọng thông linh chi cảnh một kiếm liền có thể đánh bại phi thiên dạ xoa sau đó tốc độ kinh người tiêu diệt những con còn lại ngay cả kiếm của hắn cũng bị gãy trước sức mạnh to lớn này phương thanh tuyết bên cạnh cũng ngạc nhiên người cư nhiên có thể giết chết 12 quỷ dạ xoa trong lúc kịch đấu bước vào thông linh chi cảnh sau đó cô ấy liền sử dụng sức mạnh nung luyện lại kiếm gãy của anh bên trên được ta khắc lên thần thông của tử điện âm lôi dao chỉ cần chém chúng kẻ địch tử điện sẽ lập tức theo đạo khí mà bạo phát không cần lo lắng về phi thiên dạ xoa ta vẫn là câu nói đó nếu ngươi bước vào thần thông bí cảnh ta sẽ gả thanh vị cho người trong lòng anh thầm nghĩ lại vậy sao cứ phải gả phương thanh vi cho ta làm gì không thể là tỷ sao giọng nói của diêm lúc này cũng cất lên tiểu tử ánh mắt của người cũng khả đấy nữ nhân lợi hại phương thanh tuyết sau này có hy vọng bước vào trường sinh cảnh. Trở thành tiện đạo trí tôn nếu có thể khiến nàng ta gả cho người cũng không tệ. Trước tế đàn vô số yêu ma đã ở đây, ngoài ra còn có tiểu yên nữ thuần hộ và vương lâm. Phương Thanh Tuyết khí thế kinh người bước tới cùng với đó là Phương Hàn. Vương Lâm lúc này liền cây cú hét lớn Phương Thanh Tuyết ngươi vây mà dám một thân một mình vào trong tế đàn. Yêu thần của địa để lẽ nào ngươi thật sự cho rằng dựa vào một mình ngươi là có thể phá hủy tế đàn yêu thần. Lôi điện và thiên lờ AMG thất sát yêu điên cùng đụng độ khiến cả tế đàn rung chuyển bên cạnh phương hàn cũng đang điên cuồng giết yêu ma hắn phát hiện giao hoàng tuyền đồ đang hấp thụ tinh huyết diêm liền nói cho hắn biết sau khi cắn nuốt thiên kê trí dương tác lão đã hồi phục được không ít sức mạnh bây giờ mỗi một con quỷ dã xoa người giết có thể hấp thụ tinh huyết tinh thần của chúng thả vào trong hoàng tuyền hà Hòa huyết đại pháp của hoàng tuyền môn chính là nhờ sự giúp đỡ của nước thánh hoàng tuyền tẩy trừ những tạp chất khác giúp ngươi luyện những sinh linh hồn phách mà ngươi giết thành huyết đan tinh khiết tác dụng bồi dưỡng cường thân khí huyết hãy đi vào ma đạo Phương Hàn lúc này kiên định mặc kệ ma đạo tiên đạo sống sót rồi tính tiếp, lúc này một tu la nhìn có vẻ rất mạnh bước tới chất vấn ngươi tên là gì, ý của hắn là đang muốn gạ kèo solo. Phải biết sức mạnh của một tu la ngang kèo với đệ tử chân truyền của vũ hóa môn kèo này căng A, với sức mạnh của anh men bây giờ chiến với hắn thì chỉ có bán hành. Hắn ta là muốn bắt sống Phương Hàn để đe dọa Phương Thanh Tuyết. Diêm bên cạnh ác độc nói nếu hắn không giết ngươi thì ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội đó. Tu La đang dụ dỗ Phương Hàn, chỉ cần hắn đầu hàng có thể giữ lại mạng nhưng anh đâu có ngu mà tin hắn chỉ cần đợi thanh tuyết phá hủy tế đàn yêu thần tu la với tu tiên gì cũng phải chết hắn nhanh như chớp đánh tới phương hàn nhưng đã bị chặn lại lực đạo thật sự quá khủng khiếp cú này trực tiếp đánh bay hắn cả cơ thể đã te tua không ít cạnh đó phương thanh tuyết đã lấy được thất sát hồ lô vương lâm đã bị cô ấy đánh bại một tia xét màu tím đánh tới tế đàn đánh nát tượng yêu thần một người xuất hiện khí tức đáng sợ là yêu thần hiển linh tên tu la lúc này đã không hề câu giờ thêm nữa một đòn hung ác đánh tới phương hàn thế chính hắn lại phải sợ hãi lùi về sau cả người anh bao bọc khí tức màu vàng đáng sợ đây chính là hoàng tuyền chân nguyên phương hàn lập tức lao lên tấn công hoàng tuyền địa võng chân nguyên hóa thành một sợi dây trói buộc tu la khiến hắn không thể di chuyển chết đi thằng cờ hó phương hàn một đấm thẳng tới mi tâm của hắn tên tu la cứ thế bị lên bảng đếm số anh lúc này cảm thán pháp lực này quả nhiên là thần kỳ hứa diêm còn chen ngang đó là pháp lực của ta ngươi bây giờ quá yếu chưa thể phối hợp đợi ngươi tới thần thông cảnh sẽ càng thêm ảo diệu trong khi đó phương thanh tuyết đang chiến đấu với phân thân tông chủ yêu thần tông nhưng cô ấy cũng không hề sợ hãi chiến ý dâng trào chuẩn bị khai chiến hàn nên cuồng phóng ra sức mạnh hủy diệt hôm nay nếu để một tiểu bối làm loạn nơi này ta sợ rằng phải đập mặt đi xây lại cho đỡ nhục ma âm khủng khiếp khiến phương hàn đầu đau như búa bổ trong khi đó con vợ của anh đang chiến rất hăng tử điện lôi đã được cô ấy kích hoạt trạng thái mạnh nhất song xả hóa long Tu vi của ngươi đã tới cảnh giới này rồi sao, khô trách tiểu tử ứng thiên tình kia vì ngươi mà ngay cả lời của ứng tiên thiên cũng không nghe, vì cực với ngươi mà một thân một mình vào ngoại vực thiên ma ảo cảnh để tu luyện ngay cả tính mạng cũng không màng. Ứng tiên nhiên, hắn là tiên thiên đại đế của Ma môn. Con trai của hắn ứng thiên tình từng trao đổi luận bàn với Phương Thanh Tuyết sao? Phương Thanh Tuyết ăn một đòn của yêu thần đã bị thương không hề nhẹ, nhưng vẫn không quên cứu lấy Phương Hàn, nếu họ còn không chạy mau sẽ không kịp. Cô ấy nghi ngờ hỏi anh tu la kia là ngươi giết sao? sau đó liền một đòn đánh bay y phục của anh mà cha xét nữ nhân này là muốn làm gì ta vẫn là một cha nam liêm sỉ tí đi hắn cũng xàm xí nhân lúc tế đàn xảy ra biến hóa một kiếm đâm thẳng vào mắt của nó nhìn thấy body sáu múi như em nó lại bắt đầu ngại ngùng lúc này song xà tử lôi điện đã không thể chặn lại yêu thần hắn một đòn đánh thẳng tới hướng họ phương thanh tuyết lúc này đẩy phương hàn sang một bên còn bản thân đỡ lấy đòn của hắn mà thổ huyết nhưng như đó chưa thể đánh bại cô ấy xâm la vạn tượng lôi điện khổng lồ liền đánh nát chiêu của yêu thần điên cuồng càn quét tứ phương nhân cơ hội đó hai người liền chạy trốn yêu thần cũng không có ý định đuổi theo bởi lẽ chân thân của hắn đang chấn áp cửu âm thiên ma cũng không sử dụng được bao nhiêu sức mạnh nàng ta tuy là thiên tài tuyệt diễm nhưng đã trúng đại thủ ấn thiên yêu của ta thì phải xem nàng ta có tạo hóa thoát khỏi kiếp nạn này không cách đó không xa phương thanh tuyết đã bị thương nặng nhưng cô ấy không hề lo lắng thậm chí còn đang rất hưng phấn bởi lẽ nàng ấy đã biết được cách biệt thực lực với trường sinh cảnh là như thế nào đến phương hàn cũng thầm nghĩ nhỏ này bị đánh cho ngáo rồi a à, cô ấy lập tức ngồi xuống vận chuyển pháp lực để luyện hóa đại thủ ấn thiên yêu tử điện âm lôi đạo có thể luyện hóa tất cả yêu khí nhưng cần chút thời gian sau đó cô ấy liền ném cho phương hàn hồ lô thất sát để anh hộ pháp cho mình chữa thương chỗ lợi hại nhất của hồ lô này là thất sát kiếm trận ở bên trong chỉ cần đặt bảy thanh phi kiếm có cấp bậc linh khí vào trong hồ lô thì có thể bố trí thất sát kiếm trận gặp thần giết thần gặp quỷ chém quỷ vô cùng sắc bén hên xui thế nào phương hàn lúc này đang có bảy thanh phi kiếm đúng lúc này kim sư huynh lại xông tới đây phương thanh tuyết cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Ngươi, dâng thất sát hồ lô ra, dâng dâng cái đầu ngươi không làm đòi có ăn à? Phương Hàn lúc này vẫn chuyển sức mạnh trong hồ lô thất sát tạo thành phòng vệ. Tên kia thấy thế tức tới thổ huyết, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một món bảo khí là có thể chống lại cao thủ thần thông bí cảnh sao? Âm một tiếng chấn động khủng khiếp nổ ra, Kim Thạch Đài Phương sư tỷ và ngươi cùng là đệ tử Vũ Hóa môn, tại sao người lại ra tay tàn độc như vậy? Môn quy của Vũ Hóa môn, đệ tử chân truyền không được tàn sát lẫn nhau, chỉ có thể lên thiên hình đài để quyết phân thắng bại người phản bội môn quy đồng nghĩa với việc phản giáo một đệ tử ngoại môn nhỏ bé biết cái gì gọi là môn quy đúng là thứ đồ hạ đẳng giao thiên lang yên này ra đây bằng không ta sẽ đem người bầm thầy hắn từ trên cao giáng xuống chân khí cầm nã đại pháp bóp chặt lấy phương hàn mà siết chặt cơ thể anh như sắp bị bóp nát cảm giác huyết dịch cũng sắp bị bốc hơi rồi nhìn em bồ đang một bên hồi phục vết thương phương hàn hắn không thể chết ở đây được nhất định phải bảo vệ cô ấy diêm cũng nhắc nhỏ anh cẩn thận hắn đang luyện hóa tinh huyết chi tinh thần của ngươi ngươi phải giữ được thân trí bằng không nếu thần trí rơi vào trong mơ hồ thứ thất sát hồ lô này sẽ rơi vào tay hắn phương hàn định dùng tới kiếm trận nhưng bị diễm ngăn cản vì sẽ không thể lấy lại phi kiếm đến lúc đó sẽ chẳng thế giải thích với con vợ tốt nhất hắn nên quan sát kỹ lưỡng hiệu dụng của hồ lô thất sát bên trong có ẩn dấu huyền cơ bằng không chỉ dựa vào lạng yên lúc trước gã vương lâm đó cũng không cầm chân phương thanh tuyết được lâu như vậy phương hàn lúc này liền cẩn thận tra xét một lần bên trong rất nhiều trùng độc đến một thanh phi kiếm cũng không có Diêm vừa nhìn đã có thể nhận ra bọn chúng đều là thượng cổ thất độc. Được lắm những độc trùng này vô cũng cùng mạnh không sợ nước lửa. Chỉ cần bị cắn một cậu cho dù hắn có là thần thông cảnh cũng phải độc phát mà chiêu. Phương Hàn chỉ cần thả những độc trùng này ra ngoài bích diệm của Thạch Kim Đài vẫn chưa tu luyện tới nơi tới chốn không thiêu chết bọn chúng được. Anh lập tức làm theo. Thạch Kim Đài cũng phát hiện được huyết trì độc văn đang tới, hắn tưởng có thể chặn lại nhưng bản thân lại bị ăn cú đau. Phương Hàn trên không trung mạnh miệng quát lớn: Hôm nay ngươi không giết được ta trở thanh tuyết sư tỷ loại bỏ yêu khí xong thì chính là giờ tàn của ngươi ầm một tiếng động lớn người tới là một nam tử tóc vàng hắn nói sẽ thay kim sư đệ xử lý chuyện còn lại hắn chính là đệ tử thân truyền của thạch long phong thạch long tử diêm nhận ra tên này còn mạnh hơn thạch đài rất nhiều hắn tu luyện đại tự tại huyền kim kiếm khí một khi ra tay nhất định sẽ giết người cũng giống như tử điện âm lôi là một trong tám đại thần thông của vũ hóa môn hắn thấy phương hàn chỉ là tên tiểu lâu la liền bảo anh mau cút thế nhưng anh đâu thể làm kẻ tiểu nhân để mặc cho chúng thịt lực con bổ của mình Hắn còn gạ gẫm sẽ tặng cho Phương Hàn một thanh phi kiếm để anh biến nhưng đã bị anh từ chối. Thật ra hắn cũng không hứng thú với những thứ trong tay Thanh Lam mà muốn gặp người bên cạnh cô ấy. Thạch Long Tử tỏa ra uy áp khủng bố, Ứng Thiên Tình ngươi còn chưa muốn ra mặt, đã thế đừng trách ta ra tay không nương tình. Một thiếu niên hơi bị đẹp dai thư sinh liền xuất hiện, hắn chính là con trai của Tiên Thiên Ma Đế Ma Soái Ứng Thiên Tình, Thạch Long Tử người dám động vào một ngón tay của nàng ấy, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, bỏ lại một cánh tay ta sẽ cho ngươi toàn mạng thạch long tử khí thế đất bắt đầu trả nên ngày càng mạnh ứng thiên tình thiên tài của ma đạo nhưng thằng khứa này lại nhìn như tiên nhân ảo giác quá rồi cả hai liền giáp thủ trước đòn đánh của thạch long tử hắn ta triệu hồi ra tiên thiên bạch cốt thần thông để chống đỡ thạch ong tử nhanh như chớp xuất hiện phía sau hắn bằng thuấn sát đại pháp âm một tiếng chấn động tinh không nhưng lại chẳng thể nào làm thương được ứng thiên tình hắn chỉ cần nhẹ nhàng đã có thể chặn lại đó là bạch cốt xá lợi nhận ra thực lực không đủ thạch long tử lập tức mang thạch kim đài chạy trốn thế nhưng thanh niên ứng thiên tình nói là làm Tốc độ nhanh như chớp liền chém đứt cánh tay của bọn chúng tên này quả nhiên quá mạnh. Lúc này hắn hướng về phía Phương Hàn muốn tặng anh bảy thanh phi kiếm vì đã bảo vệ Phương Thanh Tuyết. Khứa này là đang bố thí cho hắn, thân là đệ tử tiên đạo hắn không thể lấy đồ của ma đạo. Hơn nữa Phương Hàn hắn không muốn thiếu nợ nhân tình của người khác, cũng không cần sự ban thưởng. Điều này làm ứng thiên tình khá là a cay, đúng lúc này Phương Thanh Tuyết đã hồi phục đầy đủ khí thế kinh người phóng ra, người của Phương gia chúng ta đích xác không cần bất cứ sự bố thí nào. Thanh Tuyết, nàng vẫn là cái tính tình này dám ra tay với cả yêu thần phải biết rằng ngay cả phụ thân ta cũng phải kiêng dè hắn ba phần nếu như nàng có việc bất chắc hắn lập tức bị cho ăn sinh tố bơ ta và ngươi cũng không thiếu nợ nhau năm đó ta và ngươi gặp nhau tại bắc dương gặp phải sự vây khốn của thủy cổ thiên ma bất đắc dĩ phải trao đổi đạo thuật tiên ma hợp nhất đây là chuyện đôi bên cùng có lợi hôm nay cho dù người không tới ta cũng chẳng tổn hao gì hai đạo tiên ma thế như nước với lửa hiện nay đại chiến tiên ma lại nổi lên ta và ngươi tốt nhất không nên tiếp tục dây dưa trước khi rời đi hắn liếc nhắm sắc lém nhìn về phía phương hàn phương hàn ta là nhớ tên người rồi hôm nay hắn là nể thanh tuyết nếu không đã cho anh xin vĩnh biệt cụ rồi mía nó tức dựa vào chút thực lực mà muốn nói gì thì nói sao phương hàn lúc này trả lại hồ lô thất sát cho sư tỷ nhưng cô ấy cho anh ngoài ra còn đưa cho hắn gai xương làm chứng cứ để có cơ hội tham gia khảo hạch nội môn sau đó hai người đã trở về vũ hóa môn nội tiên viện vũ hóa môn phương hàn cảm thán quả nhiên ngoại viện không thế so sánh ở đây khắp nơi lộ ra một cỗ khí vị thần bí Lúc này một em gái xinh đẹp đã chặn anh lại vì đệ tử ngoại ngôn không được phép tới đây. Phương Hàn liền nói ra mình tới là để lấy tư cách khảo sát nội môn và lấy ra gai xương tu la là làm cô ấy hoảng hốt, sau đó nhẹ nhàng cầm nó lên tra xét. Phương Hàn thầm nghĩ em gái này quả nhiên rất mạnh, gai xương tu la nặng hơn trăm cân lại có thể dễ dàng dùng hai ngón tay mà cầm lên, có lẽ là người trong sân Hà Bảng. Tại nơi tiếp nhận khảo hạch nội môn đã tập trung rất nhiều người, đây chính là những người đã có công lao đánh giết yêu ma tại sa mạc phỉ vừa rồi. Nếu nhân tóc vàng lúc trước bước lên thông báo cho trưởng lão không ai dám ngăn cản cô ấy chính là long sư tỷ ông ta lập tức hoảng hốt người nào lại có thể giết chết được tu la ánh mắt tất cả mọi người hưởng thẳng tới phương hàn kinh hãi hắn cũng mang gai tu la lên kiểm tra cầm tấm ngọc bài này đi ba ngày sau tới thiên không viện bước vào chiến trường thiên ma tiếp nhận khảo hạch còn nữa môn phái từ trước đã lập ra quy tắc nếu có đệ tử giết chết được tu la ban thưởng một tinh nguyên đan một tích cốc đan phương hàn hướng về phía long sư tỷ cảm ơn một tiếng sau đó mới rời đi về tới phòng phương hàn đã sử dụng huyết đan do giao phục hoàng tuyền hợp thụ lúc trước khí tức của hắn càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều một bên khác ở thiên cung vũ hóa thạch kim đài đang kêu la với cha hắn nói phương thanh tuyết đó chém đứt một tay của mình cùng với thạch long tử muốn ông ấy lấy lại công bằng phương thanh tuyết chỉ một nguyên canh cảnh nhỏ nhoi mà có thể chém một cánh tay của thạch long tử sao trong bộ dạng mà khí dày đặc của ngươi chọc phải ứng thiên tình rồi đúng không lão ta là đại trưởng lão vũ hóa môn liệt dương tử kim nhật liệt sau đó liền mang hắn tới thiên hình đài nơi này khí tức màu đen âm u đáng sợ hai người phương thanh tuyết và đệ nhất chân truyền cũng đã có mặt ở đây trưởng lão trong số những đệ tử ta cứu trở về ngoại trừ một đệ tử ngoại môn tên lưu khang đã chết tất cả các đệ tử còn lại đã thanh trừ độc khí lục dục âm lôi thế nhưng toàn bộ phi kiếm trên người bọn họ đều đã biến mất thậm chí thiên kê chi dương tác của ta cũng vô tung vô ảnh hắn được giao toàn quyền để điều tra chuyện này thanh tuyết một bên chất vấn thất sát hồ lô là do ta ban cho phương hàn phương hàn là người của phương gia ta lấy một thanh phi kiếm thi đã làm sao ứng thiên tinh muốn đưa hắn bảy thanh phi kiếm hắn con nghiêm khắc từ chối kìa nếu hắn có mệnh hệ gì ta sẽ không bỏ qua phương sư muội tự lo cho bản thân mình đi thiên hình trưởng lão ngài phải làm chủ cho ta phương thanh tuyết nàng ta thạch kim đài là đang vu khống nhưng ông thiên hình trưởng lão đã biết rõ chân tướng là thạch long tử cương quyết muốn so tài với ứng thiên tinh bản lĩnh lại không bằng người ta về phần phương thanh tuyết giao chủ phá bỏ tế đàn của yêu thần lập được công lớn ta đã gửi thư cho trưởng môn để nó tiến vào tiểu tiên giới tu luyện đột phá thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh đại trưởng lão lập tức đáp thiên hình tử nữ nhân này có quan hệ không rõ ràng với con trai ma đế nếu đế nàng ta tiến vào thánh địa tu luyện của chúng ta nhớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn người gánh vác thế nào sau đó liền cùng con trai lão rời đi cùng lúc này phương hàn đã đi tới tham gia khảo hạch nội môn và gặp được thanh vi nhị tiểu thư của phương gia cô ta hống hách nói phương hàn ngươi được tỷ ta thưởng thức lấy được danh ngạch khảo hạch đệ tử nội môn đó cũng là do phương gia ban cho nhưng nghe nói người tiểu nhân đắc chí đánh tổng quản hành vi tồi tệ tỷ ta một lòng thanh tu, tỷ ấy không hiểu mấy chuyện thế tục, nhưng ta thì không dễ lừa như vậy. Ngươi qua đây quỳ xuống cho ta. Hắn lúc này đã không giống như xưa liền cười lạnh một tiếng. Thanh Thanh Vi, Thanh Tuyết sư tỷ đã hứa gả ngươi cho ta từ giờ ta chính là vị hôn phu của ngươi. Nam nhân bên cạnh cô ta lập tức đổi điên một trưởng đánh tới Phương Hàn xong đã bị anh một chiêu đánh bại, đã yếu lại còn ham sĩ gái. Người của hắn nhanh chóng bao vây Phương Hàn nhưng với sức mạnh châu bò hiện tại chúng chẳng thể làm gì được anh. Phương Thanh Vi lúc này hoảng sợ không thôi, sao hắn có thể mạnh như thế? Tên tóc tím lúc này nói ra thần phận của mình là thiếu đảo chủ của bất dạ đảo Hải Nam, các hạ là ai mai sau nhất định sẽ trả lại một quyền hôm nay. Thôi ông bớt mõm cho tôi nhờ, là ai, vừa rồi ngươi có bị điếp không đã bảo là hôn thê của Thanh Vi rồi còn hỏi nhiều chi vậy, còn về việc sau này ngươi muốn báo thủ, thì cứ việc tới. Chỉ xem người có bản lĩnh này hay không thôi. Đi thôi Phương Thanh Vi, tới chiến trường thiên ma, ta sẽ dựa theo sự phân phó của tỷ tỷ cô mà chăm sóc cô. Cô ta lập tức hét lớn ta không tin lời này do tỷ tỷ nói. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga em nói lại còn tưởng mình xứng đáng với anh men sao chẳng qua là phân phó của phương thanh tuyết nếu hắn còn nhìn thấy cô ta thân mật với thanh niên khác gặp một đánh một điều này làm cho phương thanh vi rất cay cú nhưng yếu quá thì cũng chẳng dám phản kháng một nam tử xuất hiện khiến mọi người đều phải kính trọng hắn là diệp sư huynh xếp hạng thứ ba trong sơn hành bảng lại muốn tới đây gây sự gã phương hàn kia nói nếu còn có nam nhân tới gần muội thì gặp một lần đánh một lần nhưng ta lại chẳng tin cái loại tà môn này nên muốn tới gần muội con khứa khia thấy thế liền thâm mật với hắn quả nhiên là não chóa hắn kết tinh sức mạnh tạo thành một bông tuyết tặng cô ấy đó là tảo tuyết linh phù có thể chống lại thiên ma ổn định tinh thần được tặng quà em nó lại bắt đầu dụng cả dồ trứng đây là muốn thách thức phương hàn cùng chờ xem cái kết của chúng sau khi dùng thẻ bài xác định thân phận mọi người sẽ tiến vào chiến trường thiên ma trong vòng 10 ngày có thể sống sót rời khỏi đó chính là thông qua khảo hạch diêm âm thầm nhắc nhở hắn ở thiên ma ngoại vực này thích nhất là huyết khí có mang theo khí cương dương chẳng bao lâu nữa rất nhiều thiên ma sẽ kéo tới lúc đó bắt chúng để luyện đan đúng là bội thu à. Đúng lúc này Phương Thanh Nhi chạy tới trong bộ dạng tay tua, cô ta đang bị thiên ma truy sát. Thế nhưng ngay lập tức gương mặt trở nên kỳ dị hóa ra là thiên ma đã hóa trang cô ấy để tiếp cận anh. Phương Hàn một quyền đánh ra nhanh chóng đánh tan nó nhưng thiên ma lại không để chết như thế. Tiếp theo liền một chiêu quần tinh tranh bá khí thế bá đạo lao thẳng tới thiên ma, thất tinh quyền đòn này trực tiếp tiêu diệt nó đúng lúc này thân ảnh của phương thanh tuyết lại xuất hiện ở đây lại còn tỏ ra bộ dạng rất dâm tà câu dẫn anh nhưng điều này càng làm cho anh nóng giận hơn sử dụng nguyên thần tinh thần thuật một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống thiên ma nó liền nhận ra đây là nhân ma đế sau đó cứ thế bị tan biến diêm cũng cảm thán nói không ngờ tiểu tử nhà ngươi đã hư hóa ra khí thế hư ảnh của hoàng tuyền đại đế sau đó liền hấp thu tinh huyết của thiên ma để luyện ra viên đan màu xanh nhỏ là bích lạc đan hắn có thể làm như thế là dựa vào hoàng tuyền đồ là một lò luyện đan cực lớn so với đạo khí tiên lô của vũ hóa môn còn mạnh hơn rất nhiều năm đó hoàng tuyền đại đế tế luyện hoàng tuyền đồ này là để cung cấp đan dược cho trăm vạn đệ tử trong môn phái năm đó hoàng tuyền môn là đệ nhất tông môn mở ra âm tào địa phủ mà hoàng tuyền đại đế là người mạnh nhất phán quyết sinh tử sáng lập con đường luân hồi nhưng vì ông trời đố kỵ mà chết sau đó phương hàn lại lấp thụ huyết đan càng ngày càng trở nên mạnh mẽ ở đó không xa một kẻ đang âm thầm quan sát mọi chuyện hắn được cửu dương ma thần đưa tới đây để giết sạch để tử vũ hóa môn chắn chính là đại uy đức ma vương một câu liền phân phó rất nhiều thiên ma đi tàn sát loài người phương hàn đang đi bỗng thấy một thứ kỳ dị đó chính là một đám thiên ma hợp lại mà thành diêm đã nhận ra có gì sai sai bình thường sẽ không xuất hiện nhiều thiên ma như vậy nếu không các đệ tử phải chết không nghi ngờ bọn chúng đã phát hiện ra phương hàn lập tức vô số thiên ma bâu lấy anh phương hàn sử dụng nhật nguyệt tinh thần thoát ra đồng thời tế luyện ra hồ lô thất sát để bảo vệ cơ thể thiên lang thất sát yên được phóng ra để cắn nuốt thiên ma sau đó lại dùng dao phục hoàng tuyền đồ để luyện chúng thành bích lạc đan hắn phát hiện đằng xa có mấy nữ đệ tử đang kết trận chống lại thiên ma tình hình của họ đang vô cùng nguy hiểm không thể chống đỡ được bao lâu nữa bên trên một thiên ma đã phá vỡ kết giới của họ mọi người liền bị chúng cuốn lấy không thể phản kháng đột nhiên thiên lang yêu lại xuất hiện cắn nút thiên ma mở ra đường sống cho họ là phương hàn hắn đã triệu hồi thiên lang chiến giáp nhìn rất chi là đẹp dai làm mấy em phải dụng cả dầu trứng họ được cứu mạng liền cảm ơn dối rít bọn họ giới thiệu mình đều là thành viên của giả lam hội già lam hội là tổ chức nhỏ do các đệ tử nữ bọn ta thành lập trong môn phái bảo vệ bản thân không bị các đệ tử khác bắt nạt còn có thể cùng nhau tu luyện giúp đỡ lẫn nhau nâng cao thực lực ở vũ hóa môn có rất nhiều tổ chức như vậy đúng lúc này một cơn lốc thiên ma lại kéo tới đâm thẳng vào phòng vệ của anh phương hàn lúc này triệu hồi thiên lang chiến giáp lao lên tấn công thiên ma ầm một tiếng va chạm chấn động trên hư không người bị đánh bay lại là anh diêm lúc này phải ra mặt giúp đỡ dạy cho hắn thiên long bát âm phương hàn khí thế khủng bố gầm một tiếng như tám con rồng lớn sóng âm trực tiếp đánh nát thiên ma nhưng sau đòn vừa rồi thể lực của hắn cũng bị tiêu hao không hề ít thiên long bát âm vốn là pháp môn phóng thích tiềm lực do phương hàn đã dùng cửu khứu kim đan nếu vào người bình thường chỉ sợ phải nằm liệt nửa tháng mới có thể hồi phục tiếp theo liền dùng khí lực bắt lấy đám thiên ma thu vào trong hồ lô thất sát dùng giao phục hoàng tuyền đồ để luyện hóa thành đan dược sức lực của hắn đã không còn nhiều phương hàn lập tức ngồi xuống để hồi phục nhưng vẫn bị mấy em gái bu lấy họ rất tò mò về chiêu rồng gầm vừa rồi Phương Hàn phải xàm xí là một người bị ẩn đã truyền thụ cho mình cũng mong mấy em gái đừng có tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bọn họ còn kể cho anh biết năm đệ tử chân truyền mạnh nhất Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Giao Quang, Nam Van La, Trung Thiên Đồ. Mà đại sư tỷ của bọn họ là Già Lam của Già Lam hội, Phương Hàn suy nghĩ một hồi năm người này sợ là còn mạnh hơn cả Thanh Tuyết, có vẻ ngang kèo với tên ứng thiên tình kia, trước mắt hắn phải tập trung nâng cao thực lực. Sau khi đã hồi phục đầy đủ, Phương Hàn đề xuất mọi người đi chung tìm kiếm các đệ tử khác có thể cứu được ai thì cứu. Diêm cũng báo cho anh biết, thiên ma vừa rồi đã đủ luyện chế được 520 viên đan dược, số lượng này đã đủ dùng nhưng đã tới đây thì càng nhiều càng ít. Phương Hàn lúc này cảm nhận được phía trước ma khí rất nặng chỉ sợ thiên ma tụ tập ở đó không ít. Họ liền nhận ra đệ tử Vũ Hóa Môn đang bị vây ở đây, cửu cung kim tháp. Là pháp bảo phòng hộ của thiên đô phong, đệ tử Vũ Hóa Môn bên đó chắc hắn đã nhận được cứu viện. Khứa Diêm lúc này lại muốn lao ra ngoài hốt hàng cửu cung kim tháp so với thiên kê trí dương tác còn xịn hơn nếu có thể hấp thụ được nó hắn nhất định có thể hồi phục tới thiên nhân cảnh lúc đó có thể luyện chế được khí linh nhưng phương hàn thừa biết tên tham lam này muốn làm liều lấy nó thì có mà toang luôn ấy chứ đám người phương hàn đang định tiến lại gần thì bị thiên ma chặn lại kẻ xuất hiện chính là đại uy thiên ma vương phương hàn lập tức tung ra thiên long bát âm đánh tới hắn nhưng không thấm anh cảnh báo mấy nữ đệ tử mau nhân lúc này chạy trốn vào kim tháp vẫn còn kịp Thiên ma vương một đòn đánh tới anh nhưng đã bị ai đó chặn lại cỗ hàn khí lạnh đến thấu xương đóng băng rất nhiều thiên ma ở nơi này. Người tới rất mạnh hơn 3.000 thiên ma hoàn toàn bị đóng băng, ngay cả Diêm cũng phải dùng tịch diệt đại pháp để ẩn náu. Kẻ tới chính là Hoa Thiên Đô so với ứng thiên tình còn mạnh hơn. Hoa Thiên Đô lúc này thông báo xuống dưới khảo hạch lần này bị ma thần quấy nhiễu những người còn sống sót chính là thông qua trở thành đệ tử nội môn. Khứa phương hàn thì không vui chút nào hắn còn đang muốn kiếm thêm đan dược sau đó đại sư huynh liền chất vấn phương hàn món ma bảo trên ngươi gọi là thất sát hồ lô có phải hay không phải đây là thanh tuyết sư tỷ ban cho ta lá gan không nhỏ ngươi sử dụng ma bảo cũng thôi đi không giết ma đầu lại đối phó ngược lại với đệ tử vũ hóa môn phương hàn cũng không có sợ hãi hắn đâu có làm chuyện gì sai trái một tên trong số các đệ tử liền tố giác hắn đã dùng ma bảo hút lấy linh phong kiếm của ta là hắn hại mặc sư tỷ lúc giết hồng phấn thái tử không bố trí thành lục lục kiếm trận hẳn chính là gian tế của ma môn Phương Hàn phản bác ngày hôm đó người dùng phi kiếm muốn cắt đứt gân chân gân tay của ta trước, phi kiếm bay tới lại dẫn ra sức mạnh của ma bảo nên mới hút mất nó. Đại sư huynh bên ngoài thì nói sẽ điều tra rõ chuyện này nhưng lại bắt anh phải giao ra hô lô thất sát đây rõ ràng là muốn ăn cướp, Phương Hàn tất nhiên không đồng ý giao ra. Thấy thế hắn ta liền phóng ra khí tức mạnh mẽ tuyết mãn càn khôn đánh tới anh. Thiên Lang chiến giáp được triệu hồi nhưng trước sức mạnh áp đảo của hắn, Phương Hàn cũng không thể làm gì bị cướp đi hồ lô thất sát. Huyết chi tinh thần cũng bị Hoa Thiên Đô loại bỏ. Bây giờ anh mới nhận ra tôn nghiêm của bản thân chỉ có khi có được sức mạnh cường đại. Có sức mạnh mới có tôn nghiêm, có tôn nghiêm mới có thể nói tới lý tưởng. Một trong số đệ tử nội môn còn muốn phế võ công của anh, tên đại sư huynh miệng thì nói làm như thế không quá nhân đạo nhưng hắn vẫn làm ngược lại. Đúng lúc này một đài sen khổng lồ trên trời xuất hiện, đó là Già Lam sư tỷ, cô ấy muốn cứu Phương Hàn một mạng vì lúc trước Già Lam hội đã thiếu nợ một nhân tình. Có Già Lam ở đây Hoa Thiên Đô cũng không thể không nể mặt hắn còn đánh bay anh, lấy danh nghĩa tông môn quẻ mà đe dọa mới a à cay chứ chết có thể chết nhưng nhục không thể mang hoa sư huynh hôm nay ngươi lấy mất pháp bảo của ta phá hủy tôn nghiêm của ta ta tâm phục khẩu phục bởi vì ngươi mạnh hơn ta cho ta thời gian 10 năm ta sẽ cho đại sư huynh nhà ngươi biết thế nào là cạp đất điều này khiến tất cả mọi người chấn kinh liên tục chế diễu phương hàn này lại mạnh miệng như thế nhất định là muốn tìm chết phương hàn lúc này quỳ xuống lập lời thề trên có trời dưới có đất phương hàn ta trong 10 năm trở thành đệ tử chân truyền chiến đấu sinh tử với hoa thiên đô trên hình võ đài không chiến thắng người này phương hàn ta lập tức tự sát vĩnh viễn không siêu sinh tan thành cho bụi. Tất cả mọi người ai nấy đều sửng sốt ngay cả Hoa Thiên Đô bây giờ cũng có chút rén nhưng cũng không thể vuốt mặt từ chối, hắn sau đó đã chấp nhận khiêu chiến rồi mới rời đi. Phương Hàn cũng quay sang Già Lam sư tỷ cảm ơn đã ra mặt, nhưng cô ấy lại lắc đầu, thời gian 10 năm quá ngắn để có thể đánh bại Hoa Thiên Đô, ngươi liều giữ vậy. Hoa Thiên Đô khi còn bé từng xông nhầm vào động phủ của tiên nhân, có được y bát mà bàn võ tiên tôn xưng hùng một thời thượng cổ để lại. Tu luyện bàn võ đại lực thần thông, pháp lực mạnh mẽ, Môn phái đứng đầu thiên hạ thái nhất môn còn phải kính hắn ba phần. Nhưng Phương Hàn không chút lay động, hắn càng lợi hại thì anh càng có động lực để mạnh hơn. Tính cách này quả thật rất giống Phương Thanh Tuyết, Già Lam Sử tỷ sau đó đã tặng cho anh một bộ ba thanh phi kiếm để cảm ơn chuyện đa cứu mạng mấy sự muội lúc trước. Ngoài ra còn cho phép anh tới Già Lam hội nếu có gì cần chỉ điểm. Diêm lúc này cũng tỉnh dậy báo cho Phương Hàn khi có đủ 10 thanh phi kiếm tương đương với 10 phi thiên dạ xoa vào lúc chúng biến thành tu la sẽ bạo phát sức mạnh cường đại hắn sẽ nhân cơ hội đó nhập phi kiếm vào trong cơ thể bọn chúng trở thành con rối lợi hại biết được hứa phương hàn vừa khiêu chiến với hoa thiên tôn người có được truyền thừa của bàn võ tiên tôn diêm phải cẩn thận nhắc nhở hắn bàn võ tiên tôn chính là một trong thượng cổ cửu tôn thời kỳ tu hành còn vượt qua mấy ma đế từ sớm đã tu luyện thành tiên tiến vào một không gian khác nếu hoa thiên đô thật sự học được đại lực pháp của ông ấy thì đời này không có đối thủ điều này cũng chẳng làm phương hàn lai động tu luyện cốt là ở con người chứ không phải công pháp con đường phải từng bước mà đi cho dù Hoa Thiên Đô có được cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết kia, cũng không thể đánh gục được sự tự tin của hắn. Phương Hàn từ từ bước ra khỏi thiên ma chiến trường mọi người đều đang nghị luận về hắn, tên này quả nhiên không biết lượng sức mình dám khiêu chiến đại sư huynh, hắn bây giờ đã nổi tiếng nhất Vũ Hóa môn là một tên tự đại ngông cuồng. Phần thưởng trở thành đệ tử nội môn gồm đan dược và một chút pháp phù coi như cũng không tệ. Ngoài ra đệ tử nội môn mỗi tháng sẽ có 3 ngày được trưởng lão truyền thụ công pháp tu luyện tinh thần của Vũ Hóa môn, giúp họ có thể nhanh chóng đột phá thần thông bí cảnh anh vừa ra bên ngoài đã bị Diệp Nam Thiên và tiện tỷ Phương Thanh Vi chế diễu. không phải ngươi nói có nam nhân ở cạnh hôn thê của ngươi lập một đánh một sao, ta lại sợ quá đấy. Không có hồ lô thất sát ngươi chỉ là một con chó bị bịt mõm mà thôi ha ha. Đối mặt với hắn ta ta Phương Hàn chỉ lạnh hùng nói, ngươi cứ chờ đấy, mấy tháng sau ngươi sẽ không còn là người đứng thứ ba của Sơn Hà bảng nội môn nữa sau đó lập tức rời đi, việc bây giờ của anh là phải mạnh lên nhanh nhất có thể. Phương Hàn đã đi tới phòng luyện đan để tu luyện, Diêm nói cho anh có thể dùng lò luyện đan trước mắt để luyện thể phương pháp cũng rất dễ hiểu xúc tích trực tiếp coi bản thân là đan dược mà luyện ở hoàng tuyền môn năm đó cũng có kiểu tu luyện này được gọi là diêm la kim thân để luyện được nó cần phải trải qua đau đớn gấp trăm lần bình thường nhưng đổi lại cơ thể sẽ trở nên rất cương hãn phương hàn lập tức đồng ý tu luyện sau đó lập tức nhảy vào bên trong lò đan hắn sẽ phải trải qua cực hình 18 tầng địa ngục 18 loại cực hình sự đau đớn khủng khiếp đang dày vò hắn tâm cũng có thể khống chế đau đớn phương hàn nghĩ tới những người thân bạn bè của mình anh lập tức nắm được then chốt đột phá cơ thể rất nhanh chóng 18 viên huyết đan đã bị Phương Hàn trực tiếp hấp thu, tạp chất trong cơ thể cũng đã được đẩy ra ngoài. Nếu nói sức mạnh trước đây tương đương với sức 10 con ngựa thì bây giờ đã vượt quá 100 con rồi. Một canh giờ sau cuối cùng Phương Hàn cũng đã ra ngoài cơ thể hắn không thấy đau nữa mà càng thấy sảng khoái, phần 1 tới đây là hết rồi, cảm ơn mọi người.